Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải muốn giới thiệu anh em một cao thủ, đó là cao thủ Tống Kim, đó là Trung Vegeta, một thằng em của Khải ở bên server kia và qua đây cho Trung. Hiện tại bây giờ thì hai mấy anh em cũng chưa vô ban nào cả anh em. Ok, đây là sẽ đồ của Trung Vegeta, anh em cùng xem cho vui nha. Vừa rồi thì trong trận Tống Kim tối hôm nay thì với cái cấp bao nhiêu đây, hạng 71, Khải nghĩ chắc Trung Vegeta chắc cũng tầm khoảng 88 level, còn 87, 88, hiện tại chưa max kill, anh em vẫn còn đang liền kill nha. Hiện tại bây giờ thì Khải có nhìn sơ qua thì mới có 18 kill, gần 19 kill thôi, gần 19 kill mà. Nhưng mà Thiên Nhẫn ở giai đoạn này thì đánh tốt là ok anh em, không còn phải bàn cãi rồi. Hiện tại trận Tống Kim vừa rồi là top 2, và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua set đồ của Trung Vegeta thì có những món đồ gì cho anh em xem nha. Đây, đầu tiên thì nhìn vào chúng ta không phải bàn cãi thêm gì nhiều. Cái dây chuyền kháng cả hai mộng này được dây chuyền kim quang, ít hôm nữa sẽ hết hạn thôi. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến một cái nón 540, món nón 540 và nỗ lực 47. Nón này hiện tại sẽ vừa dao động khá là đắt, tại vì xe mới mà anh em, dao động khá là đắt, hàng nghĩ cũng từ 3 đến 2 đến 4 kim. Nhưng mà Khải không rõ, tại vì em nó mua như thế nào mình không rõ, nhưng mà theo mình mua, nếu mình mua tầm 2 đến 4 kim đó. Một cái vũ khí 530, hiện tại server chưa có vũ khí 40 nha anh em, nên là 30 cũng như là ok cho em đấy, đánh tổng kim hiện tại bây giờ rồi đó, so với set đồ bây giờ rồi. Hiện tại nó có mình 75 chậm, một cái áo mọc nói cho mình kháng lôi 29, không phục hồi, không phục hồi luôn nha, bỏ phục hồi luôn đó, kháng lôi 29, một cái bao tay kháng 520 đỡ kích thêm cho cái móc 500 mình đặt 80 đó. Cái này 40 30, này 20 là 90 nha anh em, 90 là kích thêm là được đặt cho mình cái móc 500 80 đó. Rồi giày mọc thì không cần phải bàn rồi, nói chung em nói chỉ mang đồ là kích đủ móc 500 đó. Cái giày này chỉ là kích móc 500 thôi, không có được kháng lôi gì luôn nha anh em. Rồi nhẫn được thì mình kháng banh 15, một cái đại lưng quên, một cái nhẫn kháng hỏa 12 sinh lực lực, một đại lưng kháng hỏa 19 sinh lực lực. Nghe nói thì có một cái đại lưng kháng chón 30 nữa mà chưa mang vào, chắc ít hôm nữa sẽ mang vào thôi. Nó hiệu ứng thì chỉ vậy thôi nè. Trước mắt thì hiện tại là chỉ là sinh lực nội lực cao đó, nội lực cao cho thiên nhẫn. Rồi còn lại là những cái món này thì chỉ lấy cho mình là cái móc làm chậm 80 đó, hết nha anh em. Nó đơn giản vậy thôi. Set đồ tầm này thì nói chung là mới level tầm 8x đổ lại đây thì Khải bảo đảm anh em luôn. Nhưng mà thiên nhẫn như thế này chỉ cần vào full lắc nhẹ nhẹ khoảng tầm 6-7 lắc là đánh auto top đó. Hôm nay em ái top 2 nha mọi người đó. Thấy chưa, anh em xem trở lại đó. 90 làm chậm đó, lấy móc được 80 đó. Set đồ khá là bình thường, là không cái gì là quá là mắc, chỉ là được cái móc làm chậm 80 à, ok chưa. Anh em muốn hỏi set đồ ai nữa thì cứ comment bên dưới để Khải cùng soi đồ top Tống Kim ở server Đại Gia Sơn này cho anh em xem sơ qua nha. Ok, anh em xem video này đừng quên ủng hộ Trung Vegeta cũng như Khải một like chia sẻ ủng hộ video nha.